Trân Trân, cái này hợp với con nè. Thôi mà màu nổi quá mẹ ơi. Ngày vui mặc màu nổi như vậy hợp quá rồi còn gì. Nhưng mà dây nhợ tùm lum rắc rối quá, con không thích đâu. À mẹ. Hả? Cái này đẹp nè mẹ. Con thích cái có tay như vậy nè. Con thích thì con cứ mua đi. Trường nó cho tiền, con mua thêm vài bộ để mà mặc ở nhà. Dạ. Dạ chào cô. Cô chào con. À, cái này lấy cho cô coi. Dạ, cái dạ. Này đi con. Cái này hả cô? Dạ đây. Đây là mẫu mới nhất của cô. Đẹp không con? Dạ đẹp nhưng mà hơi to. Mẹ thích to mà. To mới sang. À, lấy cho tôi coi chiếc nhẫn hột xoan đi chú. À dạ. Dạ nè cô. Hợp được không cô con lắm đó, cô. À, lấy cho tôi đôi bông tay nữa. Dạ dạ. Sao mẹ mua nhiều quá vậy? Lâu lâu mới mua một lần mà. Với lại mình gặp mặt nhà gái. Dạ nè cô. Mình phải diện lên cho nó hoành tráng. Dạ. Con thích gì không mẹ mua cho. Dạ thôi. Tùy con. À, vậy thì à, mẹ mua thêm vài món tính tiền rồi mình đi làm tóc ha. Dạ. Nè cho tôi cái này. À, dạ. Luôn. Đẹp không? Dạ đẹp. Dạ đẹp quá cô. Lấy cho tôi thêm cái này. Cái gì? Quán 123 ta không có đi đâu. Sao vậy? Đến đó mất công bực mình lắm. Nhưng tụi bạn hẹn đến đó sinh nhật bà. Mày không còn liên quan đến đồng yếu đó thì mày làm ngơ đi. Tụi mày không thể hẹn chỗ khác được sao? Không. Quán đó DJ chỉnh nhạc hay lắm. Không khí sôi động. Còn hơn mấy quán kia. Đi đi mày. Thôi được. Để tao coi. Anh hai. Ở nhà chán quá. Hay là tối nay em vô bar nha. Không được. Em đang cai thuốc. Cần phải kiêng cử chất kích thích trong giai đoạn này. Thì vô trong đó em không uống đồ bia là được chứ gì. Em nên ở nhà thì hơn. Anh hai đang làm gì á? À, anh đang coi mấy công thức với lại cách nấu mấy món ăn. Thằng Nghĩa làm quá. Việc mình tự nấu hay đặt nhà hàng á, sao mà người ta phân biệt được. Nhưng thằng Nghĩa nó muốn vậy mà. Thằng đó lúc nào cũng quan trọng quá vấn đề. Mẹ về. Thấy sao tụi con? Trời ơi, phải mẹ tụi con không đây? Mẹ nè, nhưng mẹ đã được lột xác rồi. Con thấy coi bộ hơi loẹ loẹt á. Không nên đi nhiều dụng dặn vậy được đâu. Sao lại không nên con? Ngày mai là ngày đặc biệt. Mình phải chứng tỏ cho bên nhà gái thấy á là gia cảnh của nhà mình không đến nỗi nào. Qua đó cũng góp phần giúp em con á cộng thêm điểm trong mắt nhà gái. Nhưng mà con thấy hơi quá đó. Mấy con thông cảm. Lần đầu ngồi xui mà tụi con á cũng nên học hỏi thằng Nghĩa đi là vừa. Ai đời á em út á lấy vợ đầu tiên, còn mấy ông anh già đầu á thì không nghe nói gì hết. Con nghĩ mẹ mặc đơn giản một chút thì hay hơn.
Còn cô kia, ăn mặc đàng hoàng vô, coi cũng được chứ bộ. Xém chút nữa anh không nhận ra nó lại luôn rồi đó. Vậy thôi, để em đi làm cơm. À, quên nữa, ngày mai á, tụi con phải ăn mặc đẹp đẽ đi đón tiếp nhà người ta nghe chưa? Mình phải lịch sự với họ thì họ mới lịch sự với mình. Dạ. Anh, cô ta đến nữa kìa. Ủa, đi làm rồi sao? Tôi tưởng anh còn nằm ở nhà thương chứ. May cho anh lần này còn lành lặn, lần sau sẽ không được như vậy đâu. Để tôi chống mắt lên xem, với có lối sống trăng qua, coi thường tình cảm của người khác và ác tâm với chính mạng sống của con mình, anh sẽ lấy được ai? Tôi chống mắt lên xem, ác lai ác báo, anh cũng biết điều đó mà. Ủa, không cản cô ta lại hả anh? Cho cô ta vô sao? Bữa nay vui vẻ vậy? Dạ, bữa nay anh thích thì em chịu. Anh tới đâu rồi? Tới liền, chờ tao một chút. Anh nhìn đâu vậy? Chào cô em. Chào anh. Hôm trước xông thẳng vô người anh, em quên rồi hả? Còn anh thì vẫn nhớ mãi cái mùi quyến rũ của em. Em xin lỗi, do bữa đó em vội quá. Ôi, chính vì cái vội như vậy mà cả hai chúng ta mới được chạm vào nhau. Em có thấy tụi mình có duyên không? Cho anh xin số phone nha. Anh rất muốn hẹn hò với em. Làm em hay nha. Đảm bảo với em sẽ sướng như tiên, tiền xài không hết. Thiệt không đó? Không tin thì lát nữa ra siêu xe anh chở về nhà cho biết. Muốn dành. Làm gì vậy? Xin lỗi quý khách, cô ta không được phép ở đây. Đứng lên. Cái gì vậy? Đi. Sao tôi ra? Ủa? Là sao? Dạ. Cái trò dạ. Gì vậy hả? Ở đây không tiếp đãi cô. Ở đó là quyền của tôi. Anh lấy cái quyền gì mà cản tôi? Không mắc nữa. Nhưng tôi cũng có quyền không tiếp đãi người khác. Người khác hả? Cái loại người như cô á, ai mà thèm ghen? Anh. Đi. Anh làm cái gì vậy hả? Lẹ, chuyện gì vậy? Cút. Nè, sao đuổi khách vậy? Trời ơi, sao đuổi khách vậy? Sao kỳ vậy ta? Xin lỗi, mời quý khách bước vào trong. Gì vậy? Riêng cô này, mời ra ngoài. Ủa sao vậy? Tụi mày chơi đi. Tao về. Lan kìa. Lan. Mời quý khách bước vào trong. Tránh cản trở lối đi. Ủa con Lan làm gì mà bị đuổi vậy? Tao đâu biết. Ủa? Mẹ kêu em cắm qua để trang trí phòng khách,
Em không biết cắm làm sao hết. Em cắm dây được không? Anh cũng biết cắm hoa nữa hả? Wow, đẹp quá. Vô. Ủa em, nó đi sinh nhật mà sao về sớm vậy? Thôi ngồi xuống đây làm vài ly chơi. Con Lan từng quen em của thằng Trung quán 123 đó. Ủa vậy hả? Hôm bữa là tao đâm anh em nó đó. Cái hôm trước em giao thuốc cho thằng Trung ở bệnh viện, thấy nó băng bó đầy mình, cứ tưởng nó đụng độ với ai, hóa ra là anh đâm nó à. Thằng Trung cũng xài thuốc nữa hả? Có chứ anh, bởi vậy tính khí nó hay thất thường, thích động tay động chân á. Mà không hiểu sao mấy bữa nay nó chặn số em luôn, mà em thấy kỳ kỳ, mỗi khi nó mua thuốc đều đặn lắm. Mẹ. Uống sữa nè con gái. Dạ, cảm ơn mẹ. Mẹ. Mẹ thấy mai con mặc bộ này có hợp không? Hợp, mẹ thấy đẹp lắm đó. Con lựa cả buổi mới ưng được bộ này đó. Con gái mẹ xinh đẹp thì mặc bộ nào mà chẳng đẹp, lựa làm gì. Mẹ chỉ mong con lấy được người chồng tử tế. Anh Nghĩa, anh tốt lắm luôn đó mẹ. Ảnh lại là một bác sĩ tận tâm, nhưng quan trọng nhất là anh rất thương con, cho nên là mẹ đừng có lo, con mới chọn lầm người đâu. Nè, con uống hết ly sữa rồi đi ngủ sớm đi. Giữ cho nhan sắc đẹp đẽ, mai còn ra mắt nhà chồng đó. Dạ mẹ. Trân Trân, dậy đi con. Dậy xuống bếp phụ mẹ, kẻo trễ rồi. Mau lên đi con. Dạ. Nghĩa, Nghĩa, dậy chưa con? Nghĩa à? Nghĩa, dậy chưa? Dạ, con xong rồi mẹ. Hiếu, dậy là vừa rồi con. Xíu nữa đi mẹ. Trung ơi Trung, Trung ơi, dậy chuẩn bị đi con. À. Có sao không? Dạ không sao. Em muốn tưới hoa nên lấy cái bình xịt. Tôi xịt rồi. Ủa vậy hả? Con dậy từ hồi nào vậy? Nấu món gì vậy con? Dạ, bữa nay con dậy sớm hơn mọi người một chút để con nấu món bò lagu. Hả? Anh Trường nấu món bò lagu là ngon lắm á mẹ. Lâu lắm á rồi con mới thấy anh Trường xuống bếp á. Quá ra là anh Trường con cũng biết nấu ăn nữa hả? Trời ơi trùm luôn á. Hồi nhỏ là anh nấu ăn cho tụi con ăn không đó. Nếu mà so về trình độ nấu nướng giữa con với anh Trường á là con thua anh xa lắm. Vậy sao? Dạ. Vậy mà từ nào giờ mẹ tưởng nhà chỉ có mình con biết nấu ăn thôi chứ. Dạ đâu có mẹ, chắc do anh bận nên anh mới ít xuống bếp. Nhưng mà mỗi lần anh xuống bếp á là món nào ra món đó nha mẹ. Chưa gì á đã nghe mùi thơm ngào ngạt rồi.
Công nhận con trai mẹ giỏi thiệt. Ê, mỗi người tay chân đi, mau lên. Dạ dạ. Trân Trân, ở đây có tôm nè, cô lăn bột rồi chiên cho tôi nha. Mẹ. Hả? Mẹ chiên chả giò giùm con nha mẹ. Ờ, để đó mẹ ăn hồi mẹ chiên. Dạ. Ai? Ủa, con cá nó còn làm cái gì? Con định chiên xù rồi cuốn bánh tráng. Ờ. Ừ. Vậy là được 5 món rồi. Ừ. À, thôi chết. Hả? À, 10 giờ con phải qua đón gia đình Bảo Ngọc rồi mẹ. À, còn 9 giờ mẹ phải trang điểm cho kịp nữa chứ. Mọi người làm được tới đâu thì cứ làm, còn lại để con bao cho. Cảm ơn hai nha. Alo. Dạ em nghe. Em với ba mẹ xong rồi, đang đợi anh qua đó. Dạ. Chuẩn bị xong chưa tụi con? Chà, hấp dẫn quá. Hai đứa lên thay đồ đi, thằng Nghĩa đang trên đường về á. Dạ. Dạ. Chuẩn bị xong chưa con? Tôi mới phụ mẹ. Rồi, xong rồi. Xong hết chưa mấy đứa? Mau ra đây đi con. Trân Trân. Rồi, bây giờ nè. Mau ra hết đi. Rồi đứng xếp hàng. Để mình chào đón. Làm như vậy cho thêm phần long trọng. Đi con. Trời ơi, có cần phải gì không mẹ? Cần chứ sao không cần con. Chào đón người ta một chút xíu thôi. Cố gắng lên. Bởi vậy, mẹ với thằng Nghĩa hợp tính nhau, y như nhau. Ừ. Thì đó, cả hai đều lố như nhau. Đúng. Hai cái thằng này. Ý, nhà gái đến rồi kìa. Dạ con mời bác. Chào hai bác. Dạ chào anh chị. Dạ. Dạ đây là mẹ con. Gia đình tôi rất là hân hạnh được đón tiếp anh chị và cháu đến nhà chơi ạ. Dạ. Chào chị. Dạ chào anh. Rất vui được ghé thăm gia đình chị. Dạ. Chào chị. Đây là con trai lớn của tôi, nó tên Trường. Còn đây là Trung và Hiếu, đều là anh của Nghĩa. Dạ chào hai bác, dạ chào bác. Nhà bà biết chọn lựa thông gia bề thế quá ha. Còn tôi thì các người hùa nhau phá bỏ cái thai, giết chết con tôi để rũ bỏ trách nhiệm. Ủa, Hiếu. Cô này là... Tôi là Lan, là đứa con dâu tương lai bị từ chối bởi tôi lỡ trót mang trong mình giọt máu của gia đình bả. Còn bà đó, có tốt lành gì đâu. Bả đi tù 20 năm vì tội giết người. Bây giờ mới được tha về đó. Sao? Còn cô kia, cô muốn mình là nạn nhân tiếp theo hay sao? Cô về đi. Thằng thứ hai thì nghiện ngập ma túy. Thứ ba thì lăng nhăng sở khanh, tất cả đều y hệt. Tất cả đủ khốn nạn. Ra ngoài, miệng. Buông ra. Các người chớ có mù mắt mà gả con gái mình vào ổ quỷ. Dạ, giờ mời anh chị vô nhà. Chị đã giết người sao?
Sáng nay mấy đứa nhỏ nhà tôi hè nhau dậy sớm để tự tay nấu nướng mấy món này mà đãi anh chị. Cái món cá chiên xù này là của thằng Nghĩa nó làm á. Nó nói món này một cuốn bánh tráng thì ngon lắm. Mặc dù là con trai nhưng mà việc nấu nướng nó không đến nỗi nào. Cảm ơn chị về những món ăn. Nhưng trước tiên tôi muốn biết việc cô gái lúc nãy nói chị đi tù 20 năm về tội giết người, điều đó là thật sao?